Chương 1 Giới thiệu Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Này! Anh là ai hả? Sao dám bước với đời sống của tôi năm tháng sau? Khung cảnh dưới sân ngôi nhà biệt thự Một cô gái xinh đẹp đứng nhìn anh hét Này! Sao anh lại bỏ đi chứ? Vụt chạy lại ông lấy anh, nước mắt rơi xuống cô nói Đừng rời xa vì tôi lỡ yêu anh mất rồi Dung Bạch Lam Phương, 16T Xinh đẹp đáng yêu, là con gái của gia tộc Dung Bạch, tính khí thất thường bướng bỉnh, nhưng lại nghe lời một người đấy, còn nhiều bí mật phía sau đấy. Đình Chi Linh, 16T Sô Kiêu, Kiêu Vô Cùng, là con cưng của gia tộc Đình Chi, tính tình hòa nhã, nhưng có cái nhiều chuyện lắm, là bạn thân của cô, là đàn chị chính hiệu đấy. Lâm Hắc Vũ Phong, 17T Đẹp trai, con boy, là con trai trưởng của gia tộc Lâm Hắc tính tình băng giá nhưng lại ấm áp với cô, là đàn anh của tổ chức Hắc Phong, ai nghe tên cũng phải run sợ. Nguyễn Minh Khánh, 17t, Cute tê boi lắm cơ, cười một cái là làm cả đám con gái chết mê, tính tình nhã nhặn, nhưng là tên đào hoa đấy, bạn thân của anh, cũng là đàn anh của nhóm. Dương Quang Minh, 17t, là hot boy chính hiệu, nháy mắt một phát là cả trái tim đều hiến dân, là cậu chủ tập đoàn Dương Thị, là đối thủ Vũ Phong. Dương Huyền Nhi 16t là một hốt cơ đanh đá nhỏ chỉ cần chu nhẹ môi một tí là các tên con trai phục máu mũi là em gái của Quang Minh rất yêu vũ phong mặt kệ sự hận thù hai người cô vẫn cứ đến với cậu nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com link trực tiếp ở phần mô tả